Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mindtower Official. Ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại Hà Nội sau vài ngày, sau vài tháng ở Sài Gòn. Thì mình về quê ăn Tết. Thì tất nhiên là về quê thì vẫn không quên nhiệm vụ là làm clip cho các bạn xem. Ngày hôm nay sẽ là một clip nữa. Và các bạn nhớ đón xem nha. Trước khi xem hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình Mindtower Official nha. Và nhớ để lại comment ý kiến xem là các bạn muốn nội dung tiếp theo mình làm sẽ về nội dung gì. Thì các bạn có thể comment ý tưởng của các bạn. Thì có thể là trong số tới thì mình sẽ làm thì sao ạ? Đúng không ạ? Thì ngày hôm nay để xem là trở lại nơi chốn cũ xem là các bạn nữ hôm nay có xinh lên không. Đi theo mình nha anh em. Bạn ơi, cho tôi ngồi nhờ tí được mình có lại gì ngoài cuộc gọi 2 giờ đêm, mình có lại gì ngoài ngày dường như say thêm nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai dù xa quá. Mình có lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao, mình có lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào, nụ cười mà trôi đi bên mấy ngàn em đi cùng đêm tàn mở sương khói. Câu tạm biệt em nói trên môi. Bạn ơi, dạ. Mình ngồi đây hát có làm phiền bạn không? Không. Mình chỉ sợ mình hát to quá làm phiền bạn đâu. Em, bạn đang ngồi đây làm gì đấy? Chưa chưa à? Tớ sợ là cậu đang ngồi đợi ai đấy. Xong rồi xin ngồi cạnh này, hơi ngại. Em có yêu chưa? Em có yêu rồi à? Em đang đợi người yêu á? Có tên là gì đấy? Có tên là gì? Tên là Quyên. Quyên à? Có tên là Tài. Quyên chắc con đang đi học nhỉ? Con học chương gì đấy? Ngoại ngữ à? Tớ đi học chắc là anh. Vì anh ra trường lâu rồi. Anh học bách khoa. Em năm mấy rồi? Năm cuối à? Tại nhà anh ở gần đây cũng sắp Tết rồi. Nên là hôm 28 Tết ấy là anh có chương trình ở gần phố anh, có chương trình tổ chức năm mới cho các cụ, các bác ở đấy nữa. Lại biết là anh hay nhất cái chỗ đấy. Đéo tin. Ừ, nên là bảo anh đến tham gia tiết mục. Thế là hôm nay anh ra đây, anh rảnh anh ra đây, anh gần nhà anh ra đây anh tập hát. Em thấy bài rồi chưa? Cũng được, có vẻ không hay lắm chứ sao? Chắc là các cụ cũng thích ạ. Nhưng mà anh cảm giác bài vừa rồi nó cứ làm sao? Hay là anh thực ra anh chuẩn bị mấy bài cơ? Vì hát các cụ bắt hát 2-3 bài cơ. Anh hát bài nữa cho em nghe nhá. Thử xem bài nào ổn hơn. Ok không? Bài này anh chưa thuộc lời lắm. Đây này. Nhớ rồi. Từng hạt mưa lâu lanh son rã. Đợi anh đi. Mấy hôm nay anh tập nhiều quá nên là anh hơi bị khát nước. Khô hết cổ. Em uống nước không? Thế anh hát em nghe thử nhá. Bài này là bài Nhạc Hoa Lời Việt. Từng hạt mưa long lanh xôn xao, để mộng mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình này dạt dào.
phố xa thanh thang gian ai về vừa bước vai kề vẫn thấy miên man từng đêm những cơn kỳ nhẹ nhàng rung trong đêm thôi lung linh cơn mưa ngâu vừa rơi vãi làm gì giọt sâu hỡi trái tim cô đơn lạc bạc hay nở nụ cười để thấy trong anh tình yêu vẫn có đôi đặt bàn tay lên khóe môi chiếc hôn lên xa vời đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông người yêu ơi em biết không vẫn say đắm trong lòng dù thời gian trôi xa tình vẫn trong người thiết tha khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai anh mong bước chân em về trong nắng mai ngừng mang bóng đêm vô tình về mây kín trong tâm hồn hãy nghe trái tim thương mãi nhớ thương khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai anh mong bước chân em về trong nắng mai đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn hãy nghe trái tim hát lời yêu thương đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn hãy nghe trái tim hát lời yêu thương hay không hay à bài này hay hơn vậy chưa? Vâng, chắc là anh hát bài này. Thế à? Ừ, ok, thế anh nghe hát bài này vậy. Bài này thực ra anh cũng mới tập. Anh thích nhạc Hoa lời Việt. Ờ, nhà em gần đây không? Hôm nay ra đây ngồi chơi mình à? Buồn thế. Thế à? Thế em... Trường em mới sắp nghỉ rồi nhỉ? Đến nào học đến hay mấy? Chắc phải đến 26, 27 nhỉ? À, đấy. Sao? Thật ra thì anh hát, từ bé anh đã biết hát rồi, ai chả biết hát. Nhưng mà anh hát bình thường thôi. Nhưng mà anh học đàn này cũng tầm 2 năm. Cũng biết chơi sơ sơ một tí. Người tình mùa đông không? Người tình mùa đông á? Bài này cũ phết nhưng mà hay. Được rồi, để anh hát em nghe nhá. Thích nghe bài đấy à? Thì anh hát. Ok. Anh biết bài đấy mà. 12 seconds later. Tại bài này nhá. Tại anh không thuộc lời lắm. Xem lời. Đừng vào tim em ơi vẫn xa. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn buồn mưa rơi trên đường thầm thì. Mưa em không đến, đường vào tim em hay răng kia. Bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông đưa lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố mưa vẫn đang chờ đợi chờ. Nhớ đôi vai hoa em sợ trời mưa gió. Từng ngày qua vẫn đưa em về qua phố, vẫn chim cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã sát em chuyển thay. Được vào tim em bao con sóng. Để tình anh sắp đến sông hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muôn đời lạnh lùng. Ôi ôi. Trái tim mùa đông. Hay không? Anh nhà anh khu Bách Khoa này. Anh chỉ hay ra đây ngồi lắm. Em hay ra đây ngồi không? Ít khi rồi. Thế là, hy vọng hôm nào ít khi đấy thì anh cũng có mặt ở đây. Để hát cho em nghe nữa. Thực ra anh thích hát khi mà có người khác nghe. Ở nhà anh hát cho bố mẹ anh nghe, bố mẹ anh đuổi đuổi anh lên phòng thôi. Không cho anh hát. Nên là hát một người nghe sớm lắm. À, cho anh xin Facebook của em rồi. À, ok, thế để em 12 seconds later. Để khi nào hôm nào ra đây ấy thì anh nhắn tin cho. Dạ. Xong ra đây anh hát cho nghe. Ờ, đâu? Đầu tiên luôn. À đây. À đây để ngồi. Anh add friend nha. Dạ, anh làm anh tài nha. Dạ vâng. Có gì hôm nào rảnh ra đây ngồi. Dạ, hôm nay trời đẹp hết. Dạ. Em ơi. Cho anh ngồi nhờ tí đâu. Dạ. À.
kiểu hôm nay mọi người đổ ra công viên ngồi sao? Thấy ghế nào cũng có người. À ừ, anh ngồi đi chơi thôi. Và thế là trong một chiều buồn anh nói với em, ta đã buông tay nhau khi còn đang dở dang. Hai đứa ai đôi nơi vạn dặm mãi xa vời. Em ơi, anh ngồi đây tập hát chắc không làm phiền em đúng không? anh chỉ sợ anh hát giống nên làm phiền em thôi. Em đang ngồi làm gì đấy? Em chờ bạn. Chờ bạn à? Mình có điểm chung, anh cũng đang chờ bạn. Em tên là gì đấy? Tâm à? Anh tên là Tài. Nhìn em chắc còn đang đi học nhỉ? Em học trường gì đấy? Báo chí á? Anh thì anh ra trường rồi, anh học bách khoa. Ừ. À không, anh không tập hát là ca sĩ. Em tưởng anh tập hát là ca sĩ. Không, tại là chuẩn bị Tết, cái tổ dân phố anh chuẩn bị có cái chương trình chào xuân, nên là anh là người hát hay nhất cái khu đấy rồi, nên là các bác bảo là phải đóng góp một tiết mục, bảo là mày biết chơi guitar hay bắt phải đánh guitar, nên là nhanh ngay cái đây à. Ừ, anh hối khoa này. Thế nên là diễn để em qua xem. Tầm 28 Tết. Ui, lúc đấy em ở quê rồi. Em quê rồi. Ninh Bình á? Dạ. Ồ, quê có anh Ninh Bình này. Ủa, thế à? Ờ, em ở đâu đấy? Em ở... anh ở thành phố Ninh Bình. Ở gần Sơn Kha mới. À, một chỗ ga mới. Em biết chỗ đấy. Ồ. Nhà em có nhiều người quen. Đồng Hương này. Bất ngờ quá. Đấy, nên là... Đồng Hương thế này bảo khá hay thế ạ. Đấy, nên là anh mới ra đây anh tập. Bảo tập bài nào hay hay vào. Em thấy bài gì rồi nào? Em thấy bài chua. Hơi chua? Dạ. Không hay à? Dạ. Hơi chua thế ạ. Vẫn hay nhưng mà hơi chua. Bài này anh tập mấy tuần rồi đấy. Nhưng... anh thử hát bài khác, em biết đâu nó lại... Thế á? Anh thử hát bài khác nhá. Bài gì nhỉ? 12 seconds later. Có một bài cũ cũ. Và anh cũng định nhắm bài này để hát. Thì kiểu là cũng cũ rồi và các bác thì chắc sẽ biết. Bài em biết là Lãng Quên Chiều Thu không? Anh đánh cho em nghe nhá. Một mùa thu đã qua đi. Đợi anh thì anh uống nước đã, do này hôm nay tập nhiều quá khát nước. Em uống nước không? Dạ anh không. Do này anh tập nhiều quá nên là khát nước. Để điều hoàng hôn thu tím khói sương chiều mơ bóng ai. Hay quá anh ạ. Bài này hay hơn à? Bài này hay hơn. Thế à? Bài này anh thực ra anh cũng mới tập thôi. Sao lại hay hơn bài anh tập mấy tuần rồi nhỉ? Quá lạ thật. Anh hát tặng em một bài đi. Hai bây giờ anh vừa hát tặng thôi. Đấy là hát theo sự lựa chọn của anh mà. À, hát theo yêu cầu à? Dạ đúng rồi. Anh biết bài Bông Hoa Hồng Nhất. Bông Hoa Hồng Nhất anh biết. Thế thì anh hát xong thì chắc là cho anh xin 50. Anh đùa đấy. Anh không phải là hát dạ đâu. Thế ông Hà Lập Nhất nhá. Như ngoài này anh không thuộc lời, anh sẽ sớt lời nhá. Anh sẽ nhìn lời. Thế thì em cầm lời cho anh. Không, anh để đây, anh để chân vẫn nhìn được. Tại này, bài này lâu không hát. 12 seconds later. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng
đua hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngỡ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời. Người mãi trôi với nhớ ai, làm sao anh mơ có em. Mai sau này xa nhau anh mới thấu, dù chẳng đường yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa lạ, đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau mong xuân thì, và điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn ô mai, hay em sẽ để trái ngay. Chỉ giá một đôi câu chào, giờ này em xa. Chỉ dám ôm đôi câu chào, giờ này em xa. Mày rút rồi nè. Rút rồi. Hôm nay anh bị tắc mũi quá nên là hát nó không được sáng lắm. Nhưng mà vẫn ok đúng không? Thế ba bài này anh nên hát bài gì nhỉ? Cái bài ở giữa. À, làm có chiều thu à? Ừ, được. Bài đấy anh thấy hợp giọng anh. Em thấy bài đấy anh hát cho các cụ nghe, các cụ khi còn dương. Tìm lại thanh xuân luôn ý. Nhưng mà 28 anh ấy xong anh cũng về quê mà. À, thế có gì... Ủa, anh không hát ở Ninh Bình ấy? À, ừ, thì về anh còn đêm 30 Tết ở Ninh Bình, nó chạy show mà em. Thế à? Anh chạy show ở đâu đấy? Còn chạy show ở gần của anh, nhà anh luôn. Thế thì được quá. Ủa, anh... À, có nghĩa là chương trình sẽ bắt đầu từ 7 giờ tối, xong rồi đến tầm 10 giờ, xong rồi bắt đầu kết thúc rồi anh mới đi sao hoa. Ờ, được. Cho anh xin Facebook của em nhá. Để có gì khi nào về xong rồi liên lạc đi chơi. Chẳng thế nữa. Ui, lâu lắm rồi anh mới gặp Đồng Hương đấy. Facebook của em là gì đó? Minh. Minh Tâm Hoàng. Vâng. Em năm mấy nhỉ? Em năm 3. 12 seconds later. Năm 3 là 2K hay là 2 cộng 2K? Em đoán xem. Chắc tầm 98 ạ. Trẻ quá. Thế em cộng thêm 5 tuổi nữa. Anh già rồi, anh ra trường lâu rồi. Anh sẽ học Bách Khoa, ngay đây này. À, đây. Anh add friend nha. Hay là mà anh Tài. Có gì hôm nào về quê thì ông 30 ấy anh xem pháo hoa. Nhá. Ok anh. Ngồi chơi với em một lúc nữa. Ok.